cho các bạn xem nhé. Mình hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên là mình lắp cái gì? Mình lắp cái robot siêu nhân nha. Mình sẽ lắp được bên này rồi. Không cần hướng dẫn. Hướng dẫn đâu, không cần à? Hướng dẫn à? Không cần hướng dẫn à? Hướng dẫn à? Cái đấy là cái thân này hay là cái chân? Thân. Quên lắm, bác thấy dễ quên lắm. Bác quên lắm. Đó. Đây là gì? Đây là phần thân. Đó. Cái mắt à? Đầu. Mắt gì? Mắt chả gì, tay là đâu rồi. Tay cho lắp đường mắt thôi. Chưa chuẩn bị, đấy là phân loại thôi chứ. Được, này sau này cho làm sửa chữa ô tô được, này hợp với sửa chữa ô tô. Không mặn màu rồi. Mình đã lắp được phần phần sau rồi nhá. Đó. Hôm nào cho anh Tim đây lắp thi. Thử xem. Đấy, phân loại đi rồi. Tiếp tục. Đó, mình đã lắp đúng như này rồi nhá. Còn đấy là cái gì? Phần để lắp chân. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp về. Nhét ngửa nhá. Tiếp tục phần chân à? Bác nghi là không đúng lắm. Mình sẽ lấy một cái hình ngừng rồi lắp ở dưới. Bây giờ mình đã lắp hoàn thành một cái chân rồi nha. Mình sẽ để ở đây đằng sau cái chân của con robot.
Thì cháu có lắp được tất cả các con không? Con nào có lắp được không? Có con nào không lắp được không? Cháu con robot nào đâu mà lắp được. Cháu làm xe tăng cháu có lắp được không? Nhưng mà nhiều chi tiết. Tên lửa có bao lắp được không? Cháu có. Dễ nhầm lắm, bác thấy dễ nhầm. Hình như có quên cái gì đấy, quên bộ phận nào đấy. Mình nhớ lắp được cái chân nữa nhá, mình sẽ để ở đây. Quay nhỉ? Mình lấy chân nữa các bạn ạ. Nó mới rơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ lắp phần tay nhá. Chưa nói từ lúc đầu tiên nhá, bảo lắp con robot này trong vòng khoảng mấy phút là xong nhá, hay là vòng nửa tiếng? Thấy chưa? Nhớ lắp cái màu đỏ phía trên nhá. Đây anh gặp cái màu đỏ phía trên, đặt ở phía bên trái, à phía bên trái, phải, mình nói nhầm. Hình như lắp này phải nửa tiếng không nhỉ? Rồi. Mình sẽ để cái tay ở đây. Tiếp phần tay nữa. Phải hướng dẫn các bạn nhé. Hướng dẫn tay, tay trái thì phải. Ủa, cổ đeo lủng lẳng. Đang quay đấy. Đứng đang quay đấy. Thì sao? Anh lắp ở đây mình nhầm. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp cái này ở đây nha. Cái này dưới. Cái này bên trái. Bây giờ mình sẽ lắp vào cái thân này nhá. Ghép, ghép. Cái này hôm nay bác Thanh lại phải mua đồ cho nó lắp ghép. Không cần phải học việc này. Không cần phải học hành gì cả. Đấy. Đó. Lắp được phần chân này. Bác Hoàn nhé, bác Hoàn quay xong bác Hoàn làm TikTok xong rồi đưa lên cho cô giáo Thanh. Để cô giáo Thanh hôm nay sẽ có phần thưởng cho Khoa, chỉ cần lắp ghép thôi. Đó, mình đã lắp thành con robot rồi. Nhìn các bạn. Đâu? Đâu, các bạn nhìn nhá. Con này rất nhiều khớp luôn nhá. Tay có thể quay 360 độ. Ừ. Dạ. Súng à? Phần này có, phần này cũng vậy luôn. Vũ khí nó đâu? Hình như không có súng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm chi tiết súng. Vũ khí của nó nhá.
quay cả một đống kìa. Má mình thì mua được rồi. Trong phòng ấy. Trong phòng. Xoay cái tay này nè, mình tự bắn nha. Một, các bạn ấn vào đây này, mình sẽ đếm nha. Một, hai, ba. Ừ nhờ. Wow. Bắn được đấy. Wow. Đây chi tiết mình cần nhất. Wow, các bạn thấy rất đẹp đúng không? Các bạn thích thì đến nhà tớ, ở số nhà bao nhiêu, tổ bao nhiêu thì tiến đến đây. Mình đã tìm thấy một cái khiêng nha. Cái này có thể không phải mình tìm thấy trắng, mà bố mình tìm thấy. Mình có thể che đi bất cứ lúc nào. Nếu các bạn thấy thì nhá, không thấy thế nào. Nếu các bạn thích thì hãy đến nhà tớ, số nhà tổ xóm Hưng Thành, tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn hãy đăng ký video cho mình nhá, tại like. Mình nút like.